chào bè cô chú đang xem kênh Phi Như Official. Hay đã mới tắm xong, Phi Như đã ăn cơm rồi nhưng mà mình chưa có ăn cơm. Xong rồi như hôm nay á là đó, hôm nay là như có tiền riêng nha. Xong rồi là như trên mượn tiền như đi ăn. Mượn tiền nó làm gì? Phi Như. Phi Như cho mượn tiền dẫn Phi Như đi ăn. Cho. Cho rồi làm cái gì mà bốt trẻ bằng cái gì? Trời ơi, có 500 ngàn mà bắt trẻ bằng cuộc đời của Trinh. Trời ơi, trẻ 9 năm rồi. Cái 500 đó đổi 9 năm. Có 500 ngàn mà đổi 9 năm. 500 ngàn bằng một bữa bữa ăn là ăn ăn hàu hấp, hàu sữa hấp gần nhà 45 ngàn một ký, ăn vỉa hè đó. Bây giờ đưa trên 500 ngàn, nói là con cha Trinh mượn, Trinh dẫn con đi ăn cho luôn. Cho luôn hả? Nhớ nha, ông bà cô chú làm chứng ha. Nhưng mà đừng có kêu 500 ngàn mà bà trẻ hết cuộc đời thì mệt lắm luôn á, mệt lắm luôn á. Ha, trẻ 9 năm rồi. Đó, số là 9 năm nay là phải bù đắp lại cho Trinh cho. Trời. Cái này là cũng như cũng có phần ăn mà. Ăn 3 ký hàu với 1 lon nước. 3 ký hàu hấp, 1 lon nước. Như mới ăn cơm ở nhà rồi nhưng mà vẫn thèm ăn hàu sữa hết. Như chào ông bà cô chú vậy con. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú đang xem kênh Phi Như Official. Xin chào ông bà cô chú đang xem kênh Phi Như Official. Mọi người hãy xem và like. Và like cho video này nhé. Ngày mai con đi giả ngoại đây. Giả ngoại đâu? Chạy. Nhớ quay phim lại cho ông bà cô chú xem nha. Nói cô quay lại gửi cho Trinh á. Nói cô quay điện thoại quay nghe. Cô quay dọc không có làm được video. Đây là 3 ký hàu hấp. 3 ký hả? Rất là ngon. Rau răm rau mới ngon. Rất là béo luôn.
Thành nó cũng thích ăn lắm á. Bữa nay ăn hào hấp, nó ăn cũng 4 con, hôm nay chị Trinh. Đây, 3 cái hào, 2 chén hào trứng, 1 lon nước, hết 100 mấy nha. 196 mình như ăn hết 2 ký. Sau 500.000 của Như đưa rồi trả lại tiền thối để đi được ba luôn hả? Ghê vậy, lâu quá hả? Kìa bà ba của chú đi. Đi phi chip đi chơi đi trường tổ chức khó tiểu học. Như là đạo cháo sáng nào vô đi học cũng ăn cháo, nhiều món ở trong trường sáng nào cũng ăn cháo hết là sao? Khi nào có phở, bữa nào có phở thì cũng phở mẹ. Không có phở là bạn ấy ăn cháo không? Nhưng khi đó có rất nhiều món. Cái này có bánh ướt nữa nè. Bánh ướt thiền chè nè. Bây giờ qua đang ngồi cũng được. Ủa, qua đang ngồi kìa. Trời ơi, uống cái gì rồi vậy? Bày vô đây mà còn cũng được nữa. Có ăn em tắm được nè. Thôi dính miệng kìa. Ăn xong là đem lại bàn đó đỡ. Đi phi chip ở đâu ta? Ở Hát Biên Phàm. Chơi cẩn thận nha. Cẩn thận chết chiến thắng nha, những trò chơi ha. Như đó đó cô quay clip một gì quay ngang ngang á, cho trên máy clip nha. Uống sữa, lấy sữa uống đi. Đợi cô phát hả? Sữa là cô lại cô phát và bắt mọi bạn uống. Yeah, một lần nữa. 1, 2, 3. Rồi, điểm đầu tiên của chúng ta là sẽ đi cầu khỉ nha. Yeah. 2, 3, yeah. Rồi, chị cảm ơn các bạn nhiều lắm. Màu vàng, bạn nào nếu như cảm thấy chúng ta là khó đi quá, chúng ta có thể bước xuống lối sân cỏ, chúng ta di chuyển về lại chị hướng dẫn của mình nha. Và lưu ý nha, các bạn lớp 4143, trong quá trình chúng ta di chuyển tại khu vận động. Ngay bây giờ anh mời tất cả các bạn lớp 22 mình di chuyển lên bờ. Lớp 22 trường Nguyễn Trung Lượng mình di chuyển lên bờ giúp anh các bạn ơi. Lớp 22 trường Nguyễn Trung Lượng mình di chuyển lên bờ. Một lần nữa anh mời tất cả các bạn lớp 22 trường Nguyễn Trung Ngạn đem đổ lên bờ bỏ cá lại. Bỏ lại đây đây mình anh. Các bạn ơi, mình bước xuống xuồng rồi đó thì ngồi xuống và để hết hai tay lên đùi giúp. Yeah.
Mình đâu quay á?